Chào mừng tất cả các anh chị đã quay lại với kênh Bất Động Sản Bảo Bàng. Trước khi bắt đầu video mới trong ngày hôm nay, cho Hà Giác gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới anh chị cùng với người thân trong gia đình. Một ngày mới an lành và hạnh phúc anh chị nhé. Hôm nay em sẽ giới thiệu anh chị một cái lô đất nằm tại đường D14, tại trung tâm hành chính của huyện Bảo Bàng anh chị nhé. Thị trấn Lai Uyên, huyện Bảo Bàng, tỉnh Bình Dương. Và cái lô đất này nó nằm ở đây anh chị, ngang 5 dài 30, full thổ cư 100%, tức là 150 mét thổ cư anh chị ạ. Và đây nó thuộc khuôn viên của là trung tâm huyện Bảo Bàng anh chị nhé. Ở đây là mặt tiền đường D13 này. Anh chị có thể thấy là ở đây là cái quán xá này kia, đây là mặt tiền đường D13. Đây là sau đít của các cái quán như là karaoke 559 rồi massage phát tài đấy anh chị. Đó. Thì với cái diện tích như vậy mà giá bán là bao nhiêu anh chị biết không ạ? Để em đọc lại là ngang 5 dài 30 full thổ cư 100% và giá bán là 1 tỷ 350 triệu. Đấy, cái hướng này sẽ đi vào chỗ chợ đêm đấy anh chị, còn hướng này sẽ đi vào trong khu công nghiệp. Đấy, còn cái hướng ngược lại ở đầu đây sẽ đi ra qua cái đường đi ra đường NC anh chị nhé. Đây, đây là mặt tiền D14, rộng mặt lòng đường rộng khoảng là 8 mét anh chị, 8 cho đến 10 mét gì đấy. Đấy anh chị có thấy chỗ đường D13 này, nhà hàng tiệc cưới Thùy Linh này anh chị này. Đó anh chị thấy không ạ? Thì cái này nó đấu đít với cái đường D13, và đường D13 là cái đường người ta gọi là đường ăn chơi, hầu như là tất cả các cái tiện ích ở trong đó rất là nhiều. Nào là massage này, quán karaoke, rồi quán visa, nhà hàng, hải sản, rồi đủ cái thứ anh chị ấy. Và bây giờ ngay từ vị trí lô đất này em sẽ chạy ra cái đường D13 anh chị nhé. Chạy thẳng sẽ đi ra đường NC, rẽ phải sẽ đi vào khu công nghiệp, còn rẽ trái thì sẽ đi ra đường D13 và chạy thẳng ra quốc lộ 13 cũng như là đi vào trung tâm hành chính anh chị nhé. Đấy, thì con đường 8m vào qua đây thì sẽ rộng ra con đường 22m anh chị này. Và ra đây con đường D13 nó sẽ rộng hơn một chút xíu nữa, nó rơi vào tầm khoảng 25 cho đến 30m anh chị ạ. Đấy, đây là đường D13 này anh chị. Thì dân cư thì khỏi phải nói này, rất là đông mà giá cái đường này rất là cao anh chị. Hiện tại giá đường này thì một lô đất ngay khu này thì tầm khoảng nó rơi vào tầm khoảng là hơn 3 tỷ một xíu anh chị. Đấy. Ngày xưa thì nó rơi vào tầm 4 tỷ nhưng bây giờ thì nó rơi vào tầm khoảng 2 tỷ 8 cho đến 3 tỷ anh chị nhé. Rẽ phải sẽ đi ra đường NC, còn chạy thẳng thì chúng ta sẽ chạy ra chỗ quốc lộ 13 anh chị. Và trong cái video ngắn trong ngày hôm nay em sẽ giới thiệu anh chị hai cái lô đất anh chị nhé. Một cái lô đất là nằm đường D14 và giá là 1 tỷ 350 triệu với diện tích ngang 5 dài 30 full thổ cư 100%. Và lô tiếp theo em cũng giới thiệu cho đến anh chị một cái lô đất là ngang 5 dài 30 full thổ cư 100% nhưng mà giá bán nó cao hơn. Đấy. Thì ở đây để em zoom lại cho anh chị thấy đường quốc lộ 13 anh chị nhé. Đấy. Đây, đây là quốc lộ 13, anh chị có thấy xe chạy ở tút ngoài kia không ạ? Đó, ngoài kia là đường quốc lộ 13 đây anh chị. Thì từ quốc lộ 13 chạy vào lô đất của chúng ta thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng là 500-600m gì đấy, chưa đến một cây đâu. Thì chạy lại một khúc đó nữa là tới quốc lộ 13. Và ở đây thì cái chỗ mái ngói đỏ đỏ bên tay trái này là trường học cấp 3 này anh chị. Và trung tâm hành chính, tòa nhà trung tâm hành chính thì chúng ta sẽ chạy thẳng cái đường hồi nãy thì chúng ta sẽ thấy. Còn trên cái con đường này để em đọc giá cái lô cái nhà đây cho anh chị xem ha. Ở đây cũng với diện tích ngang 5 dài 30, có một trệt và hai lầu. Với căn nhà như thế này hiện tại thì chủ bên công ty người ta đang bán là 5 tỷ 7 một căn anh chị. 5 tỷ 7 một căn. 5 tỷ 7 một căn thì anh chị có thể mua được tầm khoảng là mấy lô đất ạ? 4. Gần 4 lô đất như chỗ hồi nãy đấy anh chị. Và gần 4 lô đó thì sau khoảng 5 đến 10 năm nữa thì chắc chắn là anh chị sẽ lời rồi. Còn nếu như anh chị mua cái căn nhà đó thì 5 đến 10 năm sau em nghĩ thì nó cũng không có lời được bao nhiêu đâu. Chắc là cũng sẽ lời nhưng mà không lời được bao nhiêu đâu ha. Thì đây là ngã tư, và rẽ trái thì chúng ta sẽ đi lại cái lô đất hồi nãy, còn rẽ phải sẽ đi ra quốc lộ 13.
Và chạy thẳng lại đây thì em sẽ giới thiệu anh chị một cái lô đất ngang năm dài 30. Đây, ngang năm dài 30 anh chị nhá, và giá là 1 tỷ 5 anh chị nhá. Đây. Ngay cái chỗ qua cái chỗ ô tô nhiều nhiều đây anh chị. Ở chỗ này thì dân cư cũng đã đông rồi, đã kín rồi, chứ không phải là nhìn vậy thôi, chứ cũng rất là đông rồi anh chị, chứ không phải là nhìn vắng vẻ này không có ai đi là chưa thấy nhà là anh chị là sai lầm rồi. Đấy, mặt này thì mặt đường này chưa có, nhưng mà mặt trước và mặt sau đã có nhà rồi, mà đất thì nó lại thuộc là đất trung tâm hành chính của huyện anh chị ạ. Đó thì ở đây là cái lô đất mà em đang muốn giới thiệu đây anh chị, cũng mặt tiền đường 8m. Đấy, mỗi bên trừ hành lang là 3m. Đấy, với cái diện tích là ngang năm dài 30, 150m thổ cư, tức là full thổ cư luôn anh chị. Mà giá bán thì hiện tại chủ đăng ký gửi là giá là 1 tỷ 5 anh chị, 1 tỷ rưỡi đấy anh chị. Và giá này thì người ta có bớt lọc đấy anh chị. Đây là vị trí lô đất anh chị nhé. Từ cái cây qua bên đây là ngang năm, sâu vào là 30m đấy. Và cái đường này mà chạy thẳng tuốt lại đầu kia, tiếp tục cái con đường hồi nãy em chạy thì là lại đây sẽ có một cái ngã ba, rẽ phải sẽ đi ra quốc lộ 13, còn rẽ trái sẽ đi vào chợ đêm khu công nghiệp Bầu Bàng anh chị nhé. Thì đây là một cái lô đất nó nằm gọi là thị trấn Lai Uyên, huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương, và nó thuộc khuôn viên của trung tâm hành chính của huyện Bầu Bàng. Tất cả các cái tiện ích xung quanh thì rất là gần, thì gồm có là trường cấp 1, tức là trường tiểu học anh chị. Còn cái chỗ này là nhà hàng, dọc theo con đường này là chạy thẳng, có con đường nó chạy ra quốc lộ 13 đó. Ở đây thì gồm có trường học này. Chạy lại cái hướng này thì sẽ có là trường học cấp 1, trường học cấp 3 và trung tâm tòa nhà trung tâm hành chính của huyện Bầu Bàng, rồi tất cả các cái tiện ích như là chợ Bầu Bàng, rồi chợ đêm bán kính tầm khoảng là trong vòng 1 km trở lại, hầu như là đầy đủ hết rồi anh chị ạ, không thiếu một cái gì hết. Thì trên như là video thì anh chị nhìn có vẻ là chưa thấy gì, nhưng mà thật sự thì dân cư đã đông rồi anh chị nhá, dân cư xung quanh đã đông rồi đấy. Rồi nếu như anh chị nào có nhu cầu đầu tư cũng như là có nhu cầu ký gửi nhà đất, hãy liên hệ với em qua số điện thoại 0356 555579. Và nếu như anh chị nào muốn review bất động sản, hãy liên hệ với em và đăng ký kênh thì em sẽ review cho anh chị miễn phí anh chị nhá. Em không lấy tiền xăng, từ khi là xa quá thì em sẽ, anh chị có thể hỗ trợ một em là có thể hỗ trợ em là 300-500 ngàn tiền xăng gì đấy thôi, thì em sẽ review, mặc dù ở xa thì em cũng cố gắng chạy review cho anh chị. Rồi em xin chào và tạm biệt tất cả các anh chị, hẹn gặp anh chị ở các video lần sau. Em xin chào và tạm biệt.